Phương Trương Chi chào cả nhà nha. Bữa nay mình đi bắt cua cảnh này nha cả nhà. Đây là cảnh trường rú nha. Đây cái mé này bắt cua nha cả nhà. Nè đi ghe nha, không có đi bộ nữa. Mày tiến hành đi ghe nha. Hành đi ghe đi ghe. Kiếm có nhiều nha cả nhà. Ở nhà đi xong nhà rất hơn một hai con thôi chứ không có nhiều. Rồi, anh chị xin tiến hành là lên nha cả nhà. Cả nhà xem coi có gì không nha cả nhà. Nếu có gì mình ghi hình lại cho cả nhà xem nha. Đây mình gặp con cua rồi cả nhà. Thử nó không có móc rồi chạy ra luôn. Nó ăn về thử nó không có cả nhà. Chạy ra luôn. Nhỏ không bự luôn. Lắm. Ủa. Ngon ghê một xíu. Chỗ nó cả nhà. Đây các nhà. Đây, mình thấy cua đào ra các nhà. Cũ quá. Xẹt quá đây nè. Hàng này chắc không có. Qua hàng này nè. Bá luôn. Nó qua nè. Dấu cua nó ẩn nè. Cua chắc có con cua các nhà. Bắt nha các nhà. Đồ, hết cực lớp rồi. Rồi, ăn gà rồi bánh rồi cả nhà. Quả bị chân ngắt rồi. Bớt luôn rồi. Quên không kìa. Tối rồi nhà ơi. Cua không được chắc ốp. Ốp nè, à nó ốp nè.
Rồi có gì hai ao cũng được nha. 4 lạng nữa kia. Vừa bắt dưới đó coi nha. Nè. Bắt dưới đây nè. Lên đây gặp một thằng cua nè. Ui, dấu không trong đó. Mà nó đây coi nha. Bây giờ mình thấy con cua luôn. Mới vô luôn coi nha. Nhỏ. Đầu chạy luôn luôn rồi. Ủa? Có hang. Hang chứ không hang. Đây nè. Tưởng nó vùi ra vậy chạy xuống. Nghe còn chui nữa, ghê. Rồi rồi. Chạy vô nữa. Chết rồi. Rồi gãy càng luôn đó nha. Chở luôn ạ. Chạy thôi gãy càng luôn. Chạy đó chạy này luôn nè. Ê gãy càng. Chắc ghê. Nước. Ở đây chui lớn hơn coi nha. Dấu đông đội đi quá. Đây, nhập được con cua rồi đây. Cua được cũ không biết có không coi. Chẳng cái ngắt cơ coi nha. Ủa, wow, trắng ngắt cả nhà. Cua nó không biết đâu à. Ờ, sâu. Khó ăn ạ, à, vô trong cốc nước. Chui vô đây. Đào không tăng rồi coi. Qua đây trắng ngắt luôn. Người cho bá nè. Ông cười, ông bự cười nha. Có hay không nè. Đầu cái càng luôn. Đầu tiếp tục. Vậy không
Khô luôn cả nhà, cái gấm không? Trời ơi, khó. Hết biết con cua luôn. Gịch gịch biết cua bự rồi. Rồi, tụi luôn đi, luộc ăn luôn. Trời ơi, cái gấm con hơi sợ. Rồi cả nhà. Yeah, kiếm được cái gấm gì cả nhà. Rồi càng luôn. Chắc hết biết. Rồi, đâu cũng là duyên số, đâu cũng là ý Chúa thôi. Cứ sự dây cấu thôi nè. Đây cả nhà. Cái gấm đá gì đâu, chỗ thân càng này. Gái càng. Chắc ghê cả nhà. Đây cả nhà. Đây thân cua chỗ này. Cua nằm trong cái góc đó coi nè, trong cái lỗ nè, không thấy được, còn chẳng ngách đây nè, chẳng đây ngách nha, đây một ngách, đây ngách mình đụng nó luôn, cua cũng không được bự luôn mà được cũng được. Ngon nha, lặn máy nha. Nó chắc mới bắt đằng đằng xích đó con đằng con. Ủa có hên rồi cả nhà, hên một hai con cũng hên rồi. Đi hoài không cái luôn á. Vừa bắt dưới cái khe đó, con lên đây con nữa nè cả nhà. Đây đực con đang có cái ngon ghê, gái càng bắt nhà chỗ đó hai con ngon ghê, lòng cái khe đi vòng vòng lên khe có nước rồi nè, hình như con cua bấm bấm đưa đầu dưới đây nhỏ rồi nha, ngon lòi khe ngon là được hai con cả nhà. Đây đến đây gặp thằng cua nữa cả nhà. Ui, ngon. Vô ai rồi cua. Có cua nha, thấy giống. Chỗ nè cả nhà, con mà nó nè. Từ hồi thằng cua
coi. Nó bự quá cả nhà. Bốc ơi. Con cua cả nhà ơi. Có lấy. Cầm máy vật nha cả nhà. Cô bự người ta. Bự cả nhà. Cô này không được lên nữa. Cái cứng này. Trời ơi. Ok nha. Bắt chút trụ que trơn. Một con que. Có ôm không biết. Mà chú bá luôn. Còn một không ôm. Để rửa coi nha. Ủa ơi, cô chắc. Gái que chèo còn có. Còn có con que chèo à. Cũng được chắc nha cả nhà. Cho rụng cái que ra cả nhà để nó chột nó chết nè. Ba là gái của em luôn chắc phải sợ. Chắc cố luôn đây cả nhà. Gặp con cua nó ăn con tay nè. Xịt lưới qua đây. Đảo qua đây rồi cả nhà ơi. Qua đây cả nhà. Trắng đây thì ngắt luôn. Tay luôn cái này móc không được xin không à, móc khó lên đó.
Đây. Cây gấm nữa. Chắc. Đó, có con còng trong đó nữa coi nè. Qua đây trắng ngắt nè. Nước giờ nó lớn, mênh mang luôn. Đẹp mốc luôn. Trắng ngắt đây nè coi nè. Cua đâu rồi? Mới đụng rệt rệt đây. Đó. Không kịp ra cả nhà ơi. Cũng trọng đái đẹp không à. Ui, là quảng luôn càng luôn. Nó mà cua bự ơi. Đấy, dầu đụng càng luôn rồi. Chết tôi nữa. Thôi rồi, cái xo. Cua đực. Vũ vũ đụng càng. Ở đây nha. Rồi. Cua rắn cùng rụng càng. Uống ghê. Chạy ra. Này là ngon ghê. Quá trời đá luôn. Gì mà rụng càng thấy cả chứ. Đây các nghe. Con cua xá mà nè. Đây. Chẳng cái ngắt đây nha các nghe. Đây cái ngắt nữa nè. Lai. Có cua cả nhà. Ôm 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 kìa. Hai lạng à. Hai lạng mấy rồi cả nhà. Ôm cả nhà. Ôm. Cua ôm. Chạy vô nó, chạy vô nó. Ôm mày, ôm hả bạn. Rồi, chạy đầu nuôi. Hàng rộng quá cả nha. Lên cả nhà. Bây giờ nó không chịu lên. Còn một cái đã. Đây cả nhà.
Đây cả nhà, cái gấm này chắc cái ghê cớm luôn cả nhà. Cháu nha cả nhà. Cháu ra bị ấy rồi nha. Sáng không được. Thôi hù rồi. Chùi nó ra cả nhà. Này, cốm luôn cả nhà. Cốm cả nhà, còn ghê. Cốm à. Trời nước lớn rồi cả nhà, quần quần gì à. Đây trời rồi. Chúc à. Đây cả nhà. Con đực nè. Đực nhỏ hơn của cái. Đực nhỏ hơn của cái cả nhà. Nhỏ hơn. Thôi mình về. Có gì tới lên gặp mừng cái con rắn nè cả nhà. Ui rắn này rắn gì ghê quá cả nhà ơi. Cho nó coi nha. Wow. Nó rắn gì cả nhà. Wow, ghê quá vậy. Không phải rắn nước nha cả nhà. Nè. Cua gặp kiểu này hay ngơi nha cả nhà. Này cái đầu nó trần cho nó chậm ghê không? Nguy hiểm nha. Ở đây đi đi được ca đi cả nhà. Rồi đó nó lặn luôn rồi nha. Đó lặn luôn rồi cả nhà. Ồ, con rắn chỉ ghê quá. Thôi, mình chạy luôn cả nhà. Giờ mình ra ghe luôn cả nhà. Đây, ghe mình đâu rồi đây cả nhà. Tắm rửa về luôn cả nhà. Về nhà mình hành quá cho cả nhà xem nha. Cái này gặp con rắn hết hồn luôn cả nhà. Rắn gì mình cũng không biết được. Hồi giờ có gặp con rắn ở đâu, rắn nước thì có, đây có. Rắn gì ghê quá, nguy hiểm quá. Mình về tới nhà cả nhà. Cua nè. Con. Hai con. Ghé ta này. Ừ, chắc ngon rồi các bạn, ăn cốm luôn. Con này máy quay, bấm lộn máy quay không được cơ nhà, bấm chỗ cái nút kia ngồi bắt đã là chưa bấm máy luôn.
quên nó máy luôn cả nhà. Con này con nít rồi, bốn con nè, cua mà năm con cây gấm rồi, sáu con cá ôm rồi cả nhà. Ừ, cá ôm đã rồi, quên rồi. Thôi riêng đực này bảy con, đực này tốt tám con, chín con, mấy nhỏ này có vô con này bắt đuổi quê hết trơn rồi, chắc vô tụi vô có que 10 con, 1 con, 2 con. Rồi hết rồi đây. Đây được 12 con. Ngon quá cả nhà. Thôi video của Tuyên Chi đến đây kết thúc cho cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của Tuyên Chi nhật đặt nha. Xin chào tạm biệt cả nhà nha. Nghe được mấy cô bán nha cả nhà, còn như cô hả.